đọc chính biến giảng sanh thần chú cho tất cả mọi cô bác chung quanh trong cục đất này. Những ai đã may mắn theo chân điển về đến cung này thì nhờ có quay lực giảng sanh này mà dìu cho họ được nhẹ nhàng siêu thăng thoát quá. Rồi mỗi cũng tụng chú giảng sanh này và dùng tha lực, nhờ tha lực của cha mẹ đẩy tất cả các tha lực này đến những cái nơi có những chiến tranh đó, giống như Ukraine, Israel, những cái nơi có chiến tranh đó quý vị, thì nhờ đó mà cứu độ cho tất cả các vong linh chiến sĩ. Đó là cái sứ mạng thì mùi chỉ nói sơ sơ cho mọi người nghe. Còn quý vị ở nhà thì quý vị cứ niệm Phật, rồi thí dụ như mình đọc những cái chú lợi lạc, đó là chú giảng sanh nè, rồi kinh cứu khổ nè, rồi chú đại bi nè, chú đại bi qua lực cũng rất mạnh đấy quý vị. Nhưng mà lợi lạc nhất vẫn là ngồi niệm Phật, thay vì cái niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài một tiếng đồng hồ cũng được đó, không sao hết. Rồi chúng ta ngồi thả tâm, mạnh ai nấy niệm trong tâm mình. Đó là những cái biện pháp của đạo tràng. Còn những ai mà có thể là thiền được thì chúng ta dạy thiền bên đạo Phật. Đó là những cái phương pháp mà chúng ta dùng. Còn theo muội thì muội không đọc chú Lăng Nghiêm có gì. Muội theo muội có hỏi mẹ về vấn đề đó thì bác nói như vậy. Hồi xưa chú Lăng Nghiêm đọc chú Lăng Nghiêm đó đúng theo cái tiếng phạn của người ta đó quý vị, là cái quay lực rất mạnh quý vị, không có cái chú nào qua nổi chú Lăng Nghiêm hết. Nhưng mà như vậy đó mà cái thiên ma đó nó sau này nó mới làm lật đật đi đó, để nó mới tấn công con của Phật được. Nên những cái gì mà chúng ta làm mà nó gây rắc rối đó, thì chúng ta nên coi là tôi là có sự bảo hộ hết. Nếu một cái đạo tràng đúng đều có hộ pháp bảo hộ cho, và khi chúng ta tụng niệm đúng thì chúng ta khỏe mạnh lắm quý vị, không bệnh tật, không có gì hết. Chúng ta càng ngày càng khỏe mạnh minh mẫn, rồi gia đạo bình an, an lạc, an nhiên tự tại lắm, không có gì hết đó quý vị. Đó là sự gia hộ của bề trên đó. Mong hiền tỷ cũng coi lại mà sắp xếp lại nha. Chúng ta nên lập đạo tràng niệm Phật đi, và cầu nguyện cho bá gia bá tánh, cầu nguyện cho bản thân mình, cho người thân mình, cho gia đạo mình và cả bá gia bá tánh, dùng cái phước lợi của niệm Phật hồi hướng hết cho chúng sanh, trong đó có gia đình chúng ta, có ta, có bản thân ta, đều được hưởng hết. Quay lực của niệm Phật trong giai đoạn này rất mạnh. Chúng ta chỉ cần niệm Phật, thành tâm nhiếp tâm niệm Phật, giảng sanh về miền cực lạc luôn đó, đi thẳng một mắt luôn quý vị. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Thì trước khi nói câu hỏi tiếp theo thì đúng như là của Tí Cơ nói quý vị, sự thật ra đó là có một vị cao niên cao đồ này cũng bên làng đạo Hòa Hảo đó cũng nói với Quốc Tạo là thời buổi này là thời buổi hạ nguyên mật pháp, nên chọn một pháp tu nào nhanh, hành nhanh nhất, rồi thù thắng nhanh nhất, rồi đắc đạo nhanh nhất. Có nghĩa là những cái pháp tu này mình không có được quyền bê trễ. Ví dụ như hôm nay hiện giờ ai cũng nói là cũng quả quyết vào cái năm thìn, rồi đầu rồng, rồi cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển. Rồi có chỗ thì nói là
con rồng ở nửa ngút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, có chỗ thì nói long dĩ xà đầu khổ chiến tranh can qua xứ xứ khổ đau binh đó, rồi có chỗ thì nói là rồng đã hết mẹo đã hết rồng bay dơ dẳng thế giới chiến tranh nổ khắp bùn, ai cũng nói rồng hết trơn. Mà có người nói nó không có xảy ra ở Việt Nam thì mình không có sao, nhưng mà quý vị à, nó đến lúc nào mình sẽ không hay đâu, có thể là ngày mai nó đến mà hôm nay chúng ta không biết gì cả, chúng ta vẫn sống bình thường, chúng ta vẫn làm ăn bình thường. Cho nên là chỉ cần chờ sấm nổ giang thinh thì e bá tánh ăn năn đã muộn, chỉ có một sát na thôi quý vị, là chúng ta sẽ không còn cái gì hết, sẽ gọi là kêu bằng người ta, người đời kêu bằng đời tớ đó, còn người đạo kêu bằng là cùng cuối đó, hạ nguyên nay đã hết đời đó quý vị. Thì cho nên là chúng ta phải kiếm một cái pháp môn nào nhanh nhanh. Hiện bây giờ có nhiều cô bác cũng điện lợi nói là hiện giờ có đạo này kêu mua cái này, đạo kia kêu quyên góp đặng để xây chùa, đạo nọ kêu là để xây tượng, rồi đạo nọ thì kêu là để là có cái chỗ trú ẩn nơi đây nè mà phải mua cái này nè, rồi mình mới được là thành viên, mới được trú ẩn này kia, mới được giải thoát khổ vân vân, nhiều, nhiều nhiều thứ. Thì hỏi Quốc Tạo gì, Quốc Tạo nói nghe thật sự ra là rất là khó khăn trong cái thời buổi học pháp này, cho nên là phải chọn cái pháp môn nào mà cho dễ tu, dễ đắc, dễ hành, thì không bằng cái câu nào mà bằng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cả quý vị. Lúc bấy giờ đó ông Thích Ca đó, ông ngồi ông đắc đạo rồi, tức là ông đắc đạo tại thế, ông dòm về phía tây, ông thấy ở bên tây phương, ở cõi tây phương cực lạc có ông giáo chủ là ông A Di Đà Phật, có nguyện với thánh chúng như thế này: ai mà niệm danh hiệu của ta hồi hướng về nước ta, ta sẽ dẫn về nước ta nơi đây, nếu mà ta không làm đúng sự thật, ta không ngồi nơi thánh giá, nơi chánh giác. Thì ở đây là ông Thích Ca ông mới truyền lại cho các môn đồ đệ tử, mà quý vị biết rồi, trong các môn đồ đệ tử thì toàn là những cái vị mà đệ nhất không à, đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất gì chân văn toàn đệ nhất không, nhưng mà không ai tin quý vị, không ai tin, người nào không ai tin cả. Cũng nhờ ông Thích Ca từ cái lúc đó mới có câu Nam Mô A Di Đà Phật, không ai tin hết, chỉ có Ma Ha Ca Diếp cười lên, Ma Ca Diếp tin luôn, cả A Nan cũng không tin luôn quý vị, chỉ có đệ đệ là đệ nhất trí tuệ là Ma Ha Ca Diếp mới mới tin thôi. Nó vậy thấy không? Tại vì tin ông Phật ông nói, không bây giờ ông nói khoác, ông nói khoác ông không làm Phật. Đó cho nên là từ cái mí đó trở về sau là mới có câu Nam Mô A Di Đà Phật được ra đời và được Đức Thầy Canh Tăng lại. Thì lúc này Tỷ Cơ mới nói là mình nên tranh thủ quý vị, tranh thủ từng giờ, từng phút, từng giây, đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc. Cho nên chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay Quốc Tạo chỉ gọn vậy thôi, tại thời gian để dành cho Tỷ Cơ, rồi Quốc Tạo sẽ hỏi câu hỏi tiếp theo. Thì bà con nhớ nha, bây giờ không ai nói gì hết, không ai bàn gì hết, chỉ cứ biết là Nam Mô A Di Đà Phật đi. Dù cho ở trển có rớt xuống một ông Phật nào mà ông nói người niệm Nam Mô A Di Phật sai rồi, người niệm lại cái khác đi, là không không không, tôi niệm Nam Mô A Di Phật, tôi đã bắt được là ông Phật rồi, tôi đã bắt được cái chân lý của cái cuộc sống rồi, tôi bắt được cái đường đi về trển rồi, không bao giờ đổi được. Quý vị nhớ điều đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái câu hỏi tiếp theo, đó là cái câu hỏi như thế này, là cái một cái gì một cái ông cha tầm cỡ 50 mấy tuổi rất là thương xót đau cho cái thằng con, trong nhà thì tu hành không mà thằng con nó là xã hội đen, nó lúc còn trẻ nó chém lộn, nó chém người ta tùm lum hết trơn, nó chém khoảng 10 năm nay rồi, thì nó nghĩ nó cũng nghĩ là làm cái nghề đó rồi, cũng gác đao gác kiếm rồi, nhưng mà nó có một cái di chứng là 10 năm nay rồi, nó có một cái di chứng là nó lỡ cái gương nó đứng nó soi hoài. Nó tạo nó ủa nó soi gương bình thường mà đâu có gì đâu lạ chú, giống như con người ta phải ngủ thôi, nhưng mà ông chú đó nó không, nó soi gương rồi nó ngắm nghía rồi nó nghiến răng, nó làm những hành động rất là lạ, mà như người ta soi gương thì ta chỉ chải đầu, người ta làm này kia rồi ta nghỉ ta đi, nhưng không đâu, nó soi gương hoài, nó soi gương hoài, nó soi gương suốt luôn, có thể là nó soi gương hàng giờ vậy. Ông thấy lạ quá, ông mới hỏi là thấy Quốc Tạo cũng ưa trả lời câu hỏi trên mạng thì thôi giúp cho chú, giúp hỏi Tỷ Cơ giùm, rồi chú có cần cúng kiến gì cho nó không, hay là có cần làm cái gì không để cho nó được nhẹ lòng, cho nó bình thường là không, chứ chú thấy là nó rất là bất bình thường, nó tại vì lúc trước nó cũng là một cái người sáu đen á tí. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Đây là báo ứng. Tức là hiện bây giờ trong thân của cái người này có một cái quan gia đã ngự ở trong đó rồi. Năm bây giờ rồi đó. Cúng lại cầu nguyện
mỗi lần cũng là cầu nguyện và cầu xin cái quan gia đó tha thứ. Nhưng mà làm sao bắt buộc cái nam này phải nguyện và cầu xin tha thứ thì âu ra mới được. Nó là giết người, người đòi mạng đó quý vị. Nên bây giờ chúng ta, bây giờ đời người nó dai trả liền tay, không có đợi ngày mai ngày mốt gì hết. Nên bây giờ chúng ta sống thiện lành, bây giờ chỉ có một con đường duy nhất là bàn lên cúng, xong rồi cũng mâm cơm rồi xin cái quan gia đó xin tha thứ và cùng chuyển xây cho cái nam đó và cái quan gia cùng tu hành thì mới gỡ được. Bây giờ bên tứ người khác gỡ, người ta cũng có dùng vũ lực cũng được, người ta có thể bắt ra cũng được, nhưng mà cũng phải năn nỉ, cũng phải năn nỉ coi cái người đó có chịu tha mạng hay không. Còn nếu như mà bây giờ ông thầy nào can thiệp thẳng tay là bắt thẳng luôn thì coi như là cái ông thầy đó sẽ lãnh nghiệp, nên trong cái giai đoạn này người ta cũng không dám, chỉ năn nỉ thôi, chỉ là người thầy năn nỉ nhờ cái phước báo của người đó tu hành nói chuyện với cái người đó giảng đạo cho cái người đó nghe thì gia trả trả luân hồi, thì nhờ cái phước báo của cái người 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 thầy đó mà cái quan gia đó nhả ra là theo người thầy đi tu thì mới cứu được. Chỉ có con đường đó thôi. Bây giờ chúng ta xin trong, xin trời Phật, xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi xin trong cửu quyền, hay là mình đạo nào thì mình xin theo đạo đó để giúp đỡ cho cái người đó. Xin đi rồi sẽ có, ví dụ như có cái hồi phản hồi như thế nào đó thì mình sẽ tự nhận ra thôi. Dạ mô Phật. Thì mẹ cũng có nói đó, bởi vậy con người của chúng ta lúc nào cũng vô minh hết, cũng xem cái gì ở thế gian này cũng là thật, nên nhiều khi chúng ta hành động mất phương hướng, đến khi nghiệp nghiệp nó đổ rồi thì chúng ta thấy là chúng ta khổ sở vô cùng. Mà lúc khuyên tu á thì có người nhẹ đủ thứ, mẹ nói như thương lắm vậy, thương trần tục tối tâm bản ngã mà vô minh che lấp lối vinh quang, nay thiên cơ đang trên dưới lọc sành, ai còn mất trên đường vòng còn lại. Mẹ nói cho chúng ta biết thương trần tục tối tâm trong bản ngã mà vô minh che lấp lối vinh quang, nay thiên cơ đang trên dưới lọc sàng, ai còn mất trên đường vòng còn lại. Đường vòng còn lại là sao? Là một cái chu kỳ đó quý vị. Mỗi khi nói cái chu kỳ đi theo hình tròn, hết thượng nguyên cái trung nguyên cái hạ nguyên thì nó đi theo một cái đường tròn, bây giờ hết hạ nguyên rồi thì nó đi ngược lại là thượng nguyên, nên đó là cái từ từ là chưa biết là ai còn ai mất. Nên bây giờ chúng ta cố gắng, những ai chưa thức tỉnh, những ai chưa biết quay đầu hướng thiện, hãy nghe những lời cha mẹ để mà quay đầu hướng thiện. Cha mẹ của chúng ta rất yêu thương chúng ta, lúc nào cũng thương mình hết. Thầy có nói, Đức Chí Tôn có nói đó, thầy đưa tay đến với các con thì các con phải đưa tay tới với thầy, thầy sẽ dìu dắt các con đến gần thầy
và trở về cùng thầy, thầy cùng các con là một, sống trong lẽ thiên nhiên, lẽ đạo, trong mùa xuân vĩnh cửu. Lẽ thiên nhiên là lẽ đạo đúng không quý vị? Trong mùa xuân vĩnh cửu, tức là sống trọn muôn đời trọn kiếp với thầy, là chúng ta sẽ đắc đạo trở về việc cùng cha của mình, tức là chúng ta về ngôi vị của mình đó quý vị. Cha nói rõ ràng, tức là quý vị thấy mọi người như cha mẹ chúng ta yêu thương tất cả con cái của họ giống như nhau, chứ không phải là thương mọi nhiều, thương tạo ích hay là thương mọi người nhiều hơn, không có, thương rất công bằng. Đứa nào mà biết lo, biết nghĩ, biết suy, biết nghĩ, mẹ cha thương lắm, mong đỡ vô cùng. Mẹ cũng có nói cho chúng ta nghe nè: trái ngôn hạ đã hồng sắp rụng, mau chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hôi tanh, hại mình thì có, cứu mình thì không. Bây giờ cha mẹ cũng nói trái ngôn hạ đã sắp rụng rồi, bây giờ mình mau chọn cái nơi nào đó, tức là mình quyết tâm tu để trở về bên chân cha với mẹ chẳng hạn, hay là quyết tâm tu để vô được hội Long Quang. Đó là cái phương hướng của mình, mục đích của mình đó, để mình gieo cái giống mình. Mà mình khi mình có đặt mục tiêu, mục đích rồi thì chúng ta mới quyết tâm tu mới được. Mẹ nói mê đời cặn bã hôi tâm, đời này là đời, quý vị thấy càng ngày chúng ta cũng chán đời đó, quý vị chán vô cùng, sống cũng chẳng muốn sống mà chết cũng không muốn chết, nó kỳ vậy, thấy cái gì nó cũng buồn hết. Lại mình thì có, cứu mình thì không, cái đời này là vậy đó. Chúng ta sống đưa tâm ra ngoài thì chúng ta, nó coi như là nó hại mình không à, cứu mình thì không có. Càng ngày chúng ta càng thấy mệt mỏi cho cuộc sống này. Bởi vậy mỗi khi mà mỗi có nghe một cái chân lý mình nó rất là hay, tôi kể cho mấy chị nghe: khi con người ta hướng tâm ra ngoài thì chúng ta gọi là hưởng thực, còn khi chúng ta hướng tâm vào trong thì chúng ta gọi là tu tập. Mà khi có người mình học thì chúng ta sẽ có những bài học thực tế từ kinh nghiệm của xã hội này, cuộc sống dân dân, thì lúc đó khi chúng ta hướng tâm ra ngoài thì chúng ta có những bài học thực tế đó, thì chúng ta sẽ bị vùi dập cho đến lúc chúng ta nhận ra những giá trị thật của nó, tức là giá trị thật của cuộc sống đó, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển qua cái tâm thức của mình, quay vào bên trong để chuyển thành tu tập. Nói năm nay như vậy, khi chúng ta đã ở ngoài đời rồi, chúng ta quá khổ sở, tình tiền rồi bệnh tật rồi công việc rồi tất cả các gì, mình lên lúc thì lên hương, lúc thì xuống chó, lúc thì lên voi, lúc thì xuống chó, đủ thứ cảnh, thì chúng ta bắt đầu nản, thì chúng ta sẽ chuyển hóa tâm mình quay vào bên trong để mà tu tập. Thì mọi người lúc đó chúng ta sẽ tu tập thì chúng ta sẽ được an nhiên tự tại vì được hưởng phước báu. Còn khi chúng ta học tập, chúng ta hướng tâm ra ngoài thì chúng ta sẽ đang khổ, là do phải trả cái những cái nghiệp báo mà chúng ta đã gieo mang. Cái gì ví dụ như chúng ta muốn làm giàu thì chúng ta phải thất đức, thì khi thất đức đó chúng ta đến khi quả nó trổ thì chúng ta sẽ ăn cái đắng. Nên bây giờ khi con người ta sống trong giai đoạn này thì chúng ta nên chuyển hết tâm thức vào bên trong, mình nhìn vào trong, thứ nhất là dễ sống, thứ
Thứ hai nữa là an nhiên tự tại, không so đo hơn thiệt với đời, không có mê vật chất, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại và thấy hạnh phúc hơn, nhẹ nhàng hơn, dễ sống hơn và không sinh bệnh. Vì lúc đó, khi mà tất cả chúng ta sẽ hướng tâm vào trong, thì chúng ta cho dù chúng ta hướng tâm vào trong hay là chúng ta hướng tâm ra ngoài, đều nằm trong chu kỳ tiến hóa của tâm thức. Khi hiểu được, khi chúng ta hiểu được điều này, đó là chúng ta giác ngộ. Ngày trước chúng ta không hiểu được giác ngộ, cái nói giác ngộ, nhưng mà giác ngộ được phân tích là như vậy đó. Khi chúng ta đưa tâm ra ngoài thì chúng ta phải trải qua những cái bài học thực tế ở ngoài đời đó, đụng chạm xã hội, công việc làm ăn rồi muôn vàn cảnh ở ngoài xã hội. Nhưng mà khi chúng ta đem hết quay về trung tâm thì chúng ta ra là chúng ta sẽ tu học, thì chúng ta sẽ bớt đi đau khổ, bớt phải trả nghiệp. Đó là cái cách chuyển hóa tâm thức của con người mà bên đạo Phật cũng gọi là giác ngộ, đúng không? Cái này cũng hơi cao, mong quý vị cũng hiểu được một chút. Nhậm mô Phật.